Công an cấp xã là lực lượng quan trọng trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ở cơ sở, phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, hỗ trợ sơ tán cấp cứu, ứng phó khi có thiên tai bão lũ, cháy rừng, sự cố môi trường, vân vân. Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này, Cục Y tế, Bộ Công an cũng vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn tại Công an thành phố Cần Thơ. Các nội dung tập huấn giúp lực lượng công an phát huy tối đa vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền cùng các cấp, thực hiện chủ trương kế hoạch và biện pháp nâng cao chất lượng môi trường, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời là cầu nối trong công tác dân vận, vận động, hướng dẫn cộng đồng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.